À, đây là cái phần cuối cùng của cái bài cuối cùng. À, sau cái buổi học tối hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ tuần sau, rồi sau đó Chúa hướng dẫn thì chúng ta sẽ có thể học tiếp một cái loạt bài nào đó, một cái đề tài nào đó. Tối hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ ba La Mã, tức là cái mục tiêu thứ hai ở trong cái hai cái mục tiêu chính yếu mà Đức Chúa Trời đã dành cho là của hội thánh, một là hiệp lại và hai là vươn ra. Thì như anh chị em biết là trong bài số 9 chúng ta đã học biết về cái dấu hiệu đặc biệt hay là những cái dấu hiệu khác biệt nó liên quan đến hội thánh trong cái kỳ chung kết đời hay là trong cái thời kỳ tận thế, là cái việc tuôn đổ cơn mưa cuối cùng của Đức Thánh Linh. Thì như chúng ta đã học biết ấy, là giống như mưa tự nhiên tại Israel vậy đó, nó gồm có mưa đầu mùa và mưa cuối mùa. Thì về mặt lịch sử cũng vậy, Đức Thánh Linh cũng sẽ tuôn đổ trên hội thánh trong hai lần thăm viếng đặc biệt, hai lần thăm viếng chính yếu. Một là mưa đầu mùa là khi hội thánh được thành lập, mà chúng ta học biết ở trong sách Công Vụ các sứ đồ đó. Và hai, cơn mưa cuối mùa là trên hội thánh của kỳ. Còn mưa Thánh Linh hay là mưa trên cái đồng ruộng là thế gian. Và nói là đây là cái mùa gặt lớn, cái mùa gặt cuối cùng cho vương quốc của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Christ Jesus và bởi chức vụ của Đức Thánh Linh. Tôi muốn anh chị em dừng lại xem điều này. Trong cái sách Khải Huyền mà chúng ta mới đọc qua đó, thì anh em sẽ thấy gì? Hội thánh là cái chân đèn hay là cái cây đèn? Nhớ là cái chân đèn ở trong cái hình ảnh đó là cái cây đèn á, chứ không phải là cái chân không đâu, trong cái đế đâu đó, cả cái cây á. Còn Đức Thánh Linh á, là như trong sách Khải Huyền chúng ta biết là có cái hình ảnh là bảy ngọn đèn cháy sáng trước mặt Đức Chúa Trời đó. Hay nói cách khác là hội thánh á, là cái cây đèn, còn Đức Thánh Linh là cái ngọn đèn á. Hãy tưởng tượng xem là cái đèn mà nó không cháy thì thế nào anh chị em? Đèn nó không cháy. Thánh Linh khi mà một khi mà Thánh Linh không được nhìn nhận là Chúa là chủ á, thì chắc chắn là đèn nó sẽ không cháy. Có đèn không? Có cây đèn nhưng mà nó không cháy. Không cháy thì lấy gì đâu mà chiếu sáng trước mặt người ta. Và không cháy đó thì làm sao mà hội thánh có thể đuổi tà được, tức là xua đuổi bóng tối được. Tôi muốn anh chị em hãy lưu ý hết sức điều này. Nhớ là tôi và anh em đang sống trong cái thời kỳ cuối cùng, đúng không? Tức là đang sống trong cái giai đoạn mà chuẩn bị đón cái cơn mưa cuối cùng trước cái mùa gặt lớn, mùa gặt linh hồn. Nhưng mà nếu hội thánh mà không sáng, tức là Thánh Linh không có được nhìn nhận là chủ trong hội thánh á, thì cái bóng tối nó sẽ trùm khắp mọi nơi. Mà khi hội thánh mà không có đèn sáng á, thì chắc chắn là không có đuổi tà được. Mà không cháy, tức là không, hội thánh mà không có chiếu sáng ra đó, thì làm sao người ta thấy các công việc tốt lành của chúng ta mà ngợi khen cha của chúng ta trên trời được, đúng không? Mà khi mà hội thánh mà không cháy đó, tức là lạnh lẽo tăm tối, thì theo anh chị em người ta có chạy đến với Chúa không? Năm nay đó, nếu anh em nhìn kỹ khắp mọi nơi, số người tin Chúa rất ít. Qua cái Giáng sinh đó, anh chị em để cái số người tin Chúa ít. Chưa kể là tin Chúa thật, tin Chúa giả gì, tin Chúa thật lòng hay là nể nang tiến lên gì không cần biết, nhưng mà rõ ràng đó, cái số người tin Chúa rất ít ở trên Việt Nam nha. Không nói những cái nơi mà không được nhóm lại, không tổ chức thì mình không nói làm gì, ở Việt Nam thôi. Thì mỗi một cái buổi nhóm như vậy, cái số người tin Chúa rất ít. Hãy lưu ý đến điều đó. Một khi mà hội thánh mà nó lạnh lẽo rồi đó, một khi mà hội thánh tăm tối đó, người ta chạy tới anh chị. Người ta ở ngoài đã lạnh lắm rồi, cho nên người ta muốn chạy vào là cái chỗ ấm áp, đúng không nè. Ở ngoài người ta là tối tăm lắm rồi, người ta muốn chạy đến chỗ sáng. Chứ còn nếu mà trong hội thánh mà không có đèn, tức là đèn nó không sáng đó, mệt à. Cho nên có cái bài mà hát mà gà là không không gà mà không gái đó anh chị em. Tôi nghĩ là đèn mà leo lét thì sao? Là cái cây đèn lu, đúng không? Còn đèn mà không cháy, cái cây đèn đuôi thôi. Xác mà không hồn thì chết. Thì hội thánh mà không có Đức Thánh Linh là không y như vậy đó anh chị. Ở đó mà chống Thánh Linh, ở đó mà kỳ thị, mà thành kiến với cái vụ ân tứ Thánh Linh. Một khi mà hội thánh mà không đồng công với Đức Thánh Linh đó, thì không có cách nào mà gặt cái mùa gặt cuối cùng được anh. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận rồi. Tôi không cần biết anh em theo cái quan điểm nào. Tôi đang nói với những anh em ở trên online. Tôi không biết quý vị là thuộc cái hội thánh ngũ tuần, ân tứ, báp tít, trưởng lão hay là truyền thống hay gì. Nhưng mà có một điều rất thật. Đèn mà không cháy, đừng có mong là không vất cái việc gì. Gia Cơ đoạn 5 câu 7, lời Chúa cho tôi và anh em thấy được một cái điều này.
Gia Cơ đoạn 5 câu số 7. Vì vậy thưa anh em, hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa quang lâm. Hãy xem người nông dân chờ đợi sản vật quý báu của đất, kiên nhẫn cho đến khi nhận được mưa đầu mùa và mưa cuối mùa. Như chúng ta đã học biết ấy, chúng ta thấy là tại Israel ấy, là nếu không có mưa đầu mùa và mưa cuối mùa thì đất không thể cho thu hoạch được. Điều đó có nghĩa là gì? Sẽ mất mùa. Đúng không? Người nông dân mà khi họ trông đợi cái thành quả lao động khó nhọc của mình thì họ biết phải kiên nhẫn. Một khi mà mưa rơi đúng kỳ, tức là một khi mà mưa nó làm trọn cái công việc của nó đó, thì cái sản vật quý báu của đất sẽ lớn lên. Người nông dân là phải chờ đợi cái cơn mưa cuối mùa nó đổ xuống trước khi ông ấy có thể thu hoạch cái vụ mùa đó. Đó chính là cái điều mà Gia Cơ muốn độc giả của ông áp dụng về cái phương diện thuộc linh là trong câu số 8 này. Anh em cũng vậy, hãy kiên nhẫn, hãy vững lòng vì ngày Chúa quang lâm đã gần rồi. Tối hôm nay tôi muốn anh chị em tập trung vào cái sứ mệnh rất lớn mà Chúa ủy thác cho hội thánh của Chúa. Như từ đầu khi học về tận thế luận đó, tôi nói với anh em là chúng ta không có tập trung nhiều vào cái điều ác. Chúng ta không có tập trung vào phân tích là Antichrist là ai. Chúng ta cũng không có tập trung vào cái công việc của ma quỷ. Mà chúng ta sẽ tập trung vào công việc của Đấng Christ. Chứ không phải Antichrist. Chúng ta sẽ tập trung vào cái sứ mệnh của hội thánh trong cái thời kỳ cuối cùng, trước những cái dấu hiệu của thời đại như vậy. Chứ chúng ta không có quan tâm là cái chuyện kèn ấn rồi bát. Nếu Chúa cho có cơ hội, chúng ta sẽ học về khải huyền, cái môn khải huyền khảo luận. Anh chị em có thể thỏa lòng coi là khao khát để học biết chuyện đó. Nhưng mà cái trong cái tận thế luận đó, là cái sứ mệnh lớn nhất là gì? Là hội thánh phải thức tỉnh, phải hoàn thành cái sứ mệnh mà Chúa ủy thác trước khi Chúa trở lại, Chúa tính sổ. Trước khi Chúa trở lại là mình phải khai trình với Chúa những gì mà mình cần đã phải làm. Cho nên xin Chúa cho tôi và anh em tối hôm nay nghe được cái điều mà Chúa muốn nói với mình. Điều đầu tiên mà mình sẽ học ở đây, đó là khi liên quan tới cái chuyện mưa, mưa cho mùa gặt. Như tôi nói lúc nãy đó, dù là mưa thuộc linh hay là mưa tự nhiên, thì cái mục đích chính của cơn mưa đó, hay là cái giá trị của cơn mưa vẫn là mùa gặt. Không có mưa là sẽ không có gặt. Mà đã đến mưa, đã nói đến mưa là phải nói đến mùa gặt. Cho nên có hai cái điều quan trọng, hay là có hai cái bài học quan trọng mà tôi và anh em cần phải ghi nhớ. Cả hai cây mưa, cả hai cái cơn mưa là mưa đầu mùa và mưa cuối mùa đó là điều cần thiết cho mùa gặt. Tự nhiên sao thì thuộc linh nó cũng y như vậy đó. Cái vụ thu hoạch lớn hay là cái vụ thu hoạch cuối cùng những linh hồn cho vương quốc Đức Chúa Trời là không thể nào xảy ra cho đến khi tôi và anh em nhìn thấy cái sự tuôn đổ cách đầy dẫy cơn mưa thánh linh của Chúa, cơn mưa cuối cùng của Đức Chúa Trời ở trên hội thánh khắp cùng thế giới. Tôi nói lại điều này. Cái mùa gặt cuối cùng, cái mùa gặt linh hồn đó mà cuối cùng cho vương quốc Đức Chúa Trời sẽ không thể nào xảy ra cho đến khi có một cái sự tuôn đổ đầy dẫy cơn mưa cuối cùng Đức Thánh Linh ở trên hội thánh khắp cả thế giới. Không phải là chỉ trên một vài cái nhóm nhánh nào đó thôi. Không phải là cơn mưa cuối mùa. Chúng ta đã để ý cái đặc biệt, cái đặc điểm của cơn mưa đầu mùa với cuối mùa là gì? Là toàn quốc. Đối với Israel đó là nó xảy ra toàn quốc, cùng một cái thời điểm đó là cả nước đều mưa hết, mưa dầm thấm lắm, không có phải là lác đác sau đó mới lác đác, chứ còn cái mưa đầu mùa với mưa cuối mùa là bao trùm khắp. Thì cái cơn mưa cuối cùng của Đức Thánh Linh cũng vậy, là trùm khắp thế giới, trùm khắp các hội thánh trên thế giới. Không có chuyện là chỉ một vài hệ phái, một vài nhóm nhánh được Đức Thánh Linh thăm viếng, còn khác sẽ không đâu nghe. Mấy anh ngủ tuần đừng có tưởng là chỉ riêng mấy anh mới được Đức Thánh Linh thăm viếng, mới được Đức Thánh Linh sử dụng. Mấy anh truyền thống báp tích giám lý trưởng lão gì cũng ước cái ráo á. Một khi mà Đức Thánh Linh mà đã đổ xuống cái tâm thời cuối cùng là ai cũng ước. Hãy chuẩn bị đi, Chúa sẽ làm một cái việc mà tôi nghĩ là ai nấy trong chúng ta sẽ lùng bùng lỗ tai. Một khi mà mưa đã tuôn xối xả rồi nghe, một khi mà nước lũ đã tràn bờ rồi đó, thì ở đó mà nói chuyện là cá nhà tôi với lại tôm nhà anh. Miền Tây mình thường hay nuôi tôm, nuôi cá với hồ đúng không? Anh chị em tưởng tượng coi, nước lũ mà nó băng đồng rồi ha. Ngồi đó kể cá tôi, cá anh được không? Một khi mà người tin Chúa, nhà tin Chúa, ở đó mà dành, ở đó mà du cho người này người kia là anh ăn cắp chiên của tôi. Tôi muốn anh chị em nhìn thấy cái thực tại này nè.
Đây là một cái thực tại rất là đặc biệt. Mà hiện tại khi trong cái thời kỳ khô hạn này, hội thánh của Chúa đang vào trong cái tình trạng phân rẽ nặng. Qua cái mùa Giáng sinh này, tôi nhận ra được cái này rất rõ. Đó là hội thánh quá chậm chạp. Hội thánh hoàn toàn bị động trước cái sự chuyển động của cái thời cuộc, trước cái sự vận hành của Đức Chúa Trời. Hội thánh đang bị tụt hậu quá anh chị em. Cái bằng chứng là gì anh chị em biết không? Covid làm cho hội thánh bị động hoàn toàn. Hội thánh không có kịp xoay sở để đem Giáng sinh đến với cộng đồng. Mà Giáng sinh mà không đến với cộng đồng thì đâu còn gì là Giáng sinh đâu. Đúng không? Giáng sinh mà không đến được với cộng đồng là không còn Giáng sinh. Bao nhiêu đời nay đó, cứ đến Giáng sinh là hội thánh làm gì anh em biết không? Hội thánh trang hoàng cho đẹp. Bánh trái quà cáp, ta nói tiệc tùng đâu đó sắp sẵn hết rồi. Rồi làm gì nữa? Ngồi chờ thế gian đến. Giờ năm nay Chúa đóng cửa luôn. Hội thánh làm gì? Chờ tí. Thụ động chờ. Đây đúng nghĩa là chờ người nơi ấy mà chờ hoài không thấy nè. Rồi cứ ngồi đó ngăn nga mà gọi là chờ em, chờ đến bao giờ đó. Anh em ơi, hay để ý rồi. Chúa còn thương mình đó nè. Phải nói thành thật là Chúa còn thương dân tộc Việt Nam. Cho năm nay chúng ta còn tổ chức Giáng sinh được khắp nơi đó. Nhưng mà cái số người tin Chúa ít. Ít hơn nhiều năm nhiều lắm. Năm xưa đó anh em biết là Chúa phải dùng cái sự bắt bớ bắt hại để xua hội thánh ra khỏi Jerusalem vào trong thế gian để làm gì? Để chứng đạo. Trong những ngày qua tôi ngồi tôi suy gẫm, ai biết được. Thời này Chúa đóng cửa hội thánh, đặc biệt là tại các quốc gia cờ đốc á. Để gì? Để hội thánh không còn cái chỗ trú ngụ. Hội thánh phải gì? Phải trở ra, phải thâm nhập vào cộng đồng, vào trong thế gian không chân. Xin Chúa cho tôi và anh chị em nhận ra được. Đừng có gọi là tụt hậu với thời cuộc. Đừng có bị động, mà thật sự hội thánh đang bị động anh chị em. Hội thánh đang bị động rất nhiều. Trong lát nữa tôi sẽ chia sẻ nhiều điều và anh chị em sẽ nhận ra mà ngay chính anh chị em có thể lắm anh em vẫn đang ở trong cái tình trạng bị động. Như vậy thì cái mùa gặt cuối nó sẽ xảy ra sau cơn mưa cuối. Nà, anh em nhớ cái mùa gặt cuối cùng nó sẽ xảy ra sau cái cơn mưa cuối cùng, không phải cơn mưa cuối mùa. Tức là cái cơn mưa cuối là cuối của cái lần cuối của cái cơn mưa cuối cùng đó. Anh chị em sẵn sàng tắm mưa chưa? Anh chị em sẵn sàng tắm mưa thánh linh chưa? Đó là cái lẽ thật thứ nhất á. Mùa gặt nó sẽ xảy ra sau cơn mưa. Cái điều thứ hai liên quan tới mưa đó là cái cơn mưa cuối cùng nó sẽ xảy ra cách một cách đột ngột ngay trước cái thời điểm Chúa tái lâm. Tôi nói lại điều này. Cái cơn mưa cuối cùng á, cơn mưa cuối cùng nó sẽ xảy ra cách đột ngột trước ngay trước cái thời điểm Chúa tái lâm. Trong cái câu số 7 với câu số 8 của chương 5 đó, Gia-cơ đều bắt đầu và kết thúc với cái đề tài tái lâm của Chúa. Ông bảo gì? Hãy kiên nhẫn cho đến ngày Chúa quang lâm. Hãy kiên nhẫn vì ngày, vì giờ Chúa quang lâm gần rồi. Và rất nhiều cái địa chỉ trong Kinh Thánh anh chị em đều hướng đến cùng một cái kết luận là mưa đầu mùa là trên hội thánh đầu tiên, còn mưa cuối mùa là trên hội thánh cuối cùng, tức là cái hội thánh vào thời kỳ tận thế hay là thời kỳ chung kết đời. Và tiếp theo đó là mùa gặt lớn. Mưa rồi là sẽ tiếp theo là mùa gặt lớn, thu gom những cái linh hồn vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và ngay trong cái thời gian mùa gặt anh chị em, nhớ rồi, ngay trong cái thời gian mùa gặt Chúa ta làm. Không phải hết mùa gặt rồi Chúa ta làm, ngay trong cái thời gian mùa gặt Chúa ta làm. Bởi vì sao tôi nói câu này? Ở trong Matthew đoạn 13 câu 39 ấy, Chúa nói gì? Mùa gặt là ngày tận thế. Không phải hết mùa gặt là tận thế, mùa gặt là tận thế. Con dân Chúa tôi tới Chúa đó dường như không có biết rằng mùa gặt là tận thế hay sao á. Tôi và anh em có thể biết rằng là sau cái cơn mưa cuối cùng là mùa gặt đúng không? Nhưng mà nhiều khi tôi và anh em không hiểu được, không biết được một cái chuyện là đang khi cái thời giờ mùa gặt đó là tận thế. Mà con dân Chúa không có nhận biết cái chuyện đó sao á. Thành ra cứ xin mùa gặt hoài. Trong khi mùa gặt thì Chúa Giêsu nói sao? Nó không có vấn đề gì với mùa gặt. Mùa gặt là thật trúng, mùa gặt là luôn luôn trúng. Còn dân Chúa cứ ngồi xin mùa gặt hoài mà không có sẵn sàng tắm mưa thánh linh. Cho nên sáng hôm nay khi đọc về sông sách Hải Huyền đó thì tôi có cái nhận thấy rồi này. Mình mà không tắm mưa là sẽ tắm máu á. Tức là không sẵn sàng mà tắm dầm thấm trong thánh linh á. Là cái giờ phán xét của Chúa đến liền.
Có thể vì không biết hay là không chịu nhận biết cái sự thật đó, mà con dân Chúa, tôi tới Chúa xưa cũng như nay là cái tiếp tục thờ ơ dửng dưng với cái sự ủy thác lớn lao mà Chúa giao cho mình. Cái sự ủy thác đó là gì anh xem? Gạch. Sự ủy thác đó là đem những linh hồn được cứu vào trong nước của Chúa. Ngày hôm nay hội thánh Chúa cũng không khác gì cái tình trạng dân Israel thờ Jeremy cả. Chúng ta xem Jeremy đoạn 5 câu 23-24. Nhưng lòng dân này bướng bỉnh và phản loạn, chúng tẻ tách và đi riêng. Chúng chẳng bao giờ nói với lòng mình, chúng ta hãy kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời. Ngài đã ban mưa đúng thì, mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, và giữ cho chúng ta các tuần lễ nhất định cho mùa gặt. Tại sao Đức Chúa Trời ban mưa? Hay là Chúa ban mưa để làm gì? Bởi vì không có mưa thì không thể có mùa gặt. Không có gì để gặt hái cả. Cái điều đúng trong cõi tự nhiên như tôi nói lúc nãy, nó cũng sẽ đúng trong cõi thuộc linh. Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm hoàn toàn cái việc tuôn đổ Đức Thánh Linh trên toàn bộ hội thánh của Ngài là nhằm mục đích gì? Ấy là vì Chúa đã dành sẵn cho chúng ta những cái tuần lễ nhất định để gặt hái, để thu hoạch mùa màng. Nhớ lại anh em, và giữ cho chúng ta các tuần lễ nhất định cho mùa gặt, tức là Chúa dành sẵn cho hội thánh một số cái tuần lễ nhất định để gặt hái, để thu hoạch mùa màng. Và tôi nói với anh xem, đối với cá nhân tôi đó, khi suy nghĩ điều này thì đây là một cái, có thể nói là một cái sứ điệp khẩn cấp bậc nhất, quan trọng nhất. Sứ nào cũng vậy. Nếu anh chị em nào biết làm nông á, anh chị em sẽ hiểu được này. Sứ nào cũng vậy thôi. Không bao giờ có chuyện là cái thời gian để gặt, để thu hoạch là kéo dài cả mấy tháng liền á. Hãy suy nghĩ điều đó. Không có chuyện mấy tháng liền đâu. Cái thời gian để gặt, để thu hoạch, dù là cây gì cũng vậy, đều ngắn hết á. Đó là lý do mà đang khi mùa gặt là tận thế là vậy đó. Người làm nông nào cũng biết rằng là khi mùa vụ đã chín, đúng không nè? Hay nói như Kinh Thánh là đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt, nguyên văn là đã trắng cho mùa gặt á, thì họ chỉ có khoảng vài tuần để thu hoạch thôi. Hoặc là thu hoặc là mất chỉ trong vài tuần đó thôi hả? Mưa mà đã đổ xuống rồi, mưa cuối mùa là chuẩn bị vô mùa gặt. Mà vô mùa gặt thì cái thời gian ngắn lắm chứ không có dài. Không có dài anh xem. Đừng có tưởng là nó còn lâu nha. Chỉ có vài ba tuần đó thôi mà hãy không tranh thủ là sao? Mặc luôn. Chúa đã đặt sẵn reserve đó, giống như mình đi đặt khách sạn vậy đó. Chúa đã đặt sẵn những cái tuần lễ đó cho hội thánh ở trên đất hôm nay để làm gì? Để gặt hái, để thu hoạch linh hồn. Cho nên đó là cái điều mà phải nói là hết sức khẩn trương anh chị em. Cho nên là thật là quan trọng để cho tôi và anh chị em, đặc biệt là các đầy tớ của Chúa, những người mà chịu trách nhiệm lãnh đạo trong các hội thánh, các cái giáo hội, các cái tổ chức cơ đốc á, mắt của chúng ta được mở ra để có thể nhìn thấy cái sự dự liệu và cái chương trình của Đức Chúa Trời. Ngõ hầu tôi và anh xem có thể cậy ơn Chúa điều chỉnh chính mình và hướng dẫn dân sự của Chúa tương thích với cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã hoạch định. Chỉ có một vài tuần lễ thôi. Khi mưa đã đổ xuống rồi, anh chị em ơi, không gấp rút. Một là mình thu, hai là mình hỏng cái mùa. Cho nên, nhớ cái điều đầu tiên anh chị em. Phải có mưa mới có gặt. Tức là cái mùa gặt ấy, bao giờ nó cũng diễn ra sau cái cơn mưa đó. Và cái mùa gặt ấy, thì nó ngắn chứ nó không có dài. Cái thời gian gặt là ngắn và ngay trong cái thời điểm mùa gặt đó là tận thế. Cho nên nhiều khi á, tôi và anh em đang sống trong cái thời đại ngày hôm nay, mình thấy ui vẫn còn ngày rộng tháng dài lắm. Tức là trong cái tư duy của mình lúc nào cũng ở trong cái tư duy là gì? Nói gì chứ cũng còn mênh mông. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái chuyện này. Cái điều thứ hai mà mình sẽ học nó liên quan tới những cái sự bùng nổ ở trong thế giới. Vì khi liên quan đến mùa gặt á, tôi và anh em cũng để cho Chúa có thể mở cho mình, mở rộng thêm một ít cái nhìn của mình về thế giới hôm nay. Thế giới của chúng ta hôm nay thì đang đối mặt với những cái sự bùng nổ lớn lao, những cái sự bùng nổ có thể gọi là bộc phát đó, và nó gia tăng một cách bất ngờ. Thì có bốn cái loại ở đây, có bốn loại bùng nổ tôi có ghi ở trong dạng bài của anh em. Trước hết là nó bùng nổ vì dân số. Thì dân số thế giới đang gia tăng với cái tốc độ có thể gọi là kinh hoàng đó. Mặc dù như anh em biết là tại một số quốc gia châu Âu chẳng hạn, hay là Nhật Bản chẳng hạn, thì cái tỷ lệ sinh nó rất là thấp, cái tỷ lệ người già nó tăng cao, nhưng mà tổng thể thì dân số thế giới đang tăng. Khi tôi ngày hôm qua đó, khi tôi chuẩn bị cái bài, tôi vào cái chỗ mà
World Population Clock, tức là cái đồng hồ dân số thế giới nó chạy liên hồi anh chị em. Lúc 12 giờ ngày hôm qua đó là dân số thế giới là 7 tỷ 8. Tức là tôi làm tròn tới là 7 tỷ 8 mấy đó, nhưng mà 7 tỷ 8. Mà cái đồng hồ nó cái tích tính tích là nó lên con, tức là cái số người sinh ra. Dân số nó tăng kinh khủng lắm, chứ không như chúng ta nghĩ. Mặc dù có nhiều quốc gia là cái tỷ lệ sinh nó rất là thấp, thí dụ châu Âu nó không có đẻ mấy, nhưng mà cái tính toàn thế giới là cái tỷ lệ càng cao. Cái thứ hai nữa đó là bùng nổ về cái sự đi lại hay là du lịch. Cái thời nay là với cái phương tiện mà đi lại cực kỳ dễ dàng, nhanh chóng á, ai người ta cũng có thể đi khắp nơi trên thế giới được. Đúng như Daniel nói ở trong câu đoạn chương 12 câu 4 là nhiều người sẽ đi đây đó và sự hiểu biết gia tăng. Cái bùng nổ thứ ba đó là bùng nổ về truyền thông. Đây là bùng nổ về truyền thông. Chưa có cái thời kỳ nào, chưa có cái thế hệ nào mà kinh gặp đối diện cái này. Trước đây đó, báo chí như chúng ta biết hay là các cái phương tiện truyền thông thì đều nằm trong tay chính phủ, của các cái tập đoàn truyền thông hay là của những cái thế lực có tiền có quyền. Nhưng mà từ khi internet nó xuất hiện rồi đó, rồi theo đó là các cái mạng xã hội rồi livestream các kiểu này nọ, thì ai cũng có thể trở thành phóng viên, ai cũng có thể trở thành cái người đưa tin đó. Và sắp tới đây đó, anh chị em biết là khi những cái dự án phát sóng internet mà trên toàn cầu từ vệ tinh mà nó hoàn tất ấy, thì không còn có cái thế lực nào hay không còn có cái chính phủ gì mà có thể ngăn chặn người ta truyền tin tức cho nhau được. Tức lúc đó nó không có qua cái gì dưới này để kiểm soát hết. Câu hỏi là Hội Thánh đang đứng đâu trong cái sự bùng nổ này, bùng nổ về truyền thông á? Bao nhiêu Hội Thánh, bao nhiêu tôi tới Chúa đang tận dụng triệt để cái phương tiện này để rao giảng phúc âm? Bao nhiêu Hội Thánh, bao nhiêu đầy tớ của Chúa tận dụng triệt để cái sự bùng nổ truyền thông này để huấn luyện môn đồ cho Chúa trong thời kỳ cuối cùng? Hãy tận dụng cái lợi thế của internet và cái mạng xã hội đó anh xem, để hoàn thành cái thiên mệnh, thay vì cứ chăm chăm vào những cái bất tiện khiếm khuyết của nó, nào là bị giám sát và bị lợi dụng vân vân rồi mình không sử dụng. Tôi thì tôi không có rành về TikTok cho lắm. Tôi cũng không rành về Instagram. Tôi không biết các bạn có ai xài. Nhưng mà tôi khích lệ các bạn trẻ, hãy nghiên cứu và sử dụng cái loại hình này để chuyển tải cái thông điệp phúc âm. Hãy nghiên cứu và sử dụng những cái loại hình đó để chuyển tải những cái giá trị của phúc âm cho thế hệ của các bạn. Có thể đó là tôi gợi ý, cũng có thể ai đó trong các bạn ở đây hoặc là đang xem online đó, có thể là các bạn sử dụng cái TikTok đó, rồi ở cái dạng một cái bài thơ ngắn mà đọc theo cái dạng rap chẳng hạn, hay là một cái bài múa, hay là một cái nhảy theo kiểu flash mob chẳng hạn. Bởi vì cái thế hệ của các bạn rất là bắt cái đó, nó gọi là cái gọi là gì, đu trend đó, gọi là phong trào rất là trào lưu đó. Các bạn tưởng tượng ngoài đời nó có những cái YouTuber triệu view, mà đa phần trong cái số đó toàn là clip nhảm nhí thôi ha, mà hàng triệu người theo dõi. Và những người trẻ tuổi kính sợ Đức Chúa Trời ở đâu? Trong khi cái nó bùng nổ thông tin như vậy, nó bùng nổ truyền thông như vậy, rồi tại sao anh chị em không thể sử dụng được cái đó để tiếp cận với thế hệ mà của anh chị em? Bởi vì cái suy tư của tụi tôi đó, cái thế hệ chúng tôi đó, mặc dù chúng ta cùng sống trong một thế hệ, nhưng mà cái độ tuổi của tụi tôi không thể mà bắt, không thể nắm được cái suy tư của các bạn, cái thế hệ thiếu niên tuổi teen bây giờ. Ai trong các bạn có thể dùng những cái phương tiện này để có thể chuyển tải phúc âm và những giá trị của vương quốc thiên đàng cho thế hệ trẻ? Mà tại sao tôi suy nghĩ, tại sao tôi và anh chị em là con sự sáng đúng không, mà cứ cam chịu cái cảnh thiếu muối iốt so với con cái đời này hoài là sao? Nếu tôi và anh em chưa có thể đi đầu được ở trong cái việc sử dụng công nghệ thông tin, thì ít nữa mình cũng vươn lên là ngang hàng với người ta, chứ cứ cam chịu cái cảnh tụt hậu hoài. Đâu có phải chuyện gì mà mình cứ là chuyện hoài cổ cũng tốt đâu. Cho nên nhiều khi tôi và các bạn cứ ngồi đó phê phán là internet nó có hại ra đó kìa. Sao không tận dụng cái mặt tích cực của nó? Tại sao nó làm ba cái thứ nhảm nhí vậy mà nó triệu view? Còn các bạn nghĩ mình là tốt hay là sáng hay là các thứ, xong làm thử một cái coi. Nếu mà không kéo được người ngoài thì ít nhất là cũng phải định hướng cho cái thế hệ trẻ trong Hội Thánh nó hướng vào chứ.
Lúc đầu hội thánh cũng bảo là muốn chinh phục thế hệ trẻ cho Đức Chúa Trời. Mà tôi nhìn thấy cái Giáng sinh á, bởi vì bây giờ Giáng sinh là thường hay được quay live stream. Giáng sinh nào cũng như Giáng sinh nào cũng ru đúng mấy cái bài đó, cũng nghe đúng mấy cái bài đó thôi à. Mà mình nói muốn kéo thế hệ trẻ. Đó là bài hát chứ phải kinh thánh hay đâu mà sợ không dám sửa. Đúng không? Phải là cái kinh thánh này mình không có dám sửa. Còn nếu như mà tôi nghĩ là nếu mà mình không dám thay trong Giáng sinh những bài hát sống động sôi nổi đi, theo cái tinh thần vọng tái lâm, thì ít nữa cũng cover lại được mấy cái bài đó cho nó có cái gì đó nó trẻ trung, cho nó phá cái hơi thở hiện đại vào chứ. Thì cũng là tôn vinh Chúa thôi đúng không? Nhưng mà thật ra là mình kéo người ta đến với Chúa. Nhiều khi tôi có cái suy nghĩ không lẽ là Chúa chỉ thích nhạc cổ điển thôi hả? Chứ nhạc mà nhạc hiện đại, tức là mấy cái bài thánh ca carol mà Giáng sinh thì Chúa chỉ nói vậy, Chúa phải thích mấy cái bài của ông David cái thời thi thiên là mới đúng. Tôi khích lệ anh chị em hãy suy nghĩ đến điều này. Chúng ta đang sống trong cái thời kỳ mà truyền thông nó bùng nổ. Bùng nổ về dân số, bùng nổ về chuyện du lịch đi lại, bùng nổ về truyền thông, và cuối cùng là bùng nổ về phương diện thuộc linh. Đó là cái sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh trùm khắp thế giới, đem lại một cái sự thức tỉnh tươi mới, đem lại sức mạnh và chiến thắng cho hội thánh của Chúa. Như tôi đã nói với anh chị em, cái thời cuộc nó đang chuyển động, là sự tối tăm bao phủ khắp đất, nhưng mà Chúa chiếu sáng các người. Chủ nhật này tôi sẽ giảng cái sứ điệp đó cho đầu năm đó. Nhưng mà tôi tin rằng cái tình hình 2021 sẽ là như vậy đó. Nhiều khi mình không nghĩ là sẽ trong cái sự tăm tối mịt mù như vậy, Thánh Linh Đức Chúa Trời có thể tuôn đổ xuống. Nhưng mà chắc chắn nó phải xảy ra. Bởi vì sao? Phải có một mùa gặt. Ít nhất là mỗi một dân tộc phải có được một đại diện ở trong nước Đức Chúa Trời trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Anh em hãy tưởng tượng cái cảnh này, giữa cái sự bùng nổ về dân số như vậy đúng không, rồi bùng nổ về giao thông, về truyền thông như vậy, ai cũng có thể tiếp cận, ai cũng có thể sử dụng các cái phương tiện giao thông, truyền thông theo ý mình á, để đi lại, để kết nối như thế. Thì điều gì sẽ xảy ra khi đó Chúa đổ một cái cơn mưa Thánh Linh? Tức là có một cái cơn phấn hưng toàn cầu như vậy, rồi Đức Thánh Linh tái lập lại, tái phục hồi quyền năng và vinh quang của Chúa, cùng với cái sự đầy trọn của Chúa, rồi hội thánh được bắt đầu trở nên hiệp một, rồi hội thánh được trang bị bởi năm cái chức vụ giống như mình tuần trước mình học á, lần trước mình học. Hội thánh được ban quyền năng rồi, và hội thánh bắt đầu đi vào trong thế gian đã chín mùi cho mùa gặt. Thì kết quả nó sẽ thế nào? Anh xem tưởng tượng kết quả thế nào? Thì tôi nghĩ là với cái tình hình mà cả thế giới mà được Chúa Thánh Linh, hội thánh thế giới mà được đổ tuôn đổ mà mạnh mẽ như vậy á, thì tầm 5-10 năm thì hoàn toàn có cái cơ sở là chỉ trong vòng 5-10 năm á, là cái số người tin Chúa đó, cái số người được cứu đó ha, vào trong nước Đức Chúa Trời, nó sẽ nhiều hơn toàn bộ những cái con người tin Chúa từ cái lúc mà Chúa Giêsu sống lại cho đến bây giờ. Đó là cái mùa gặt chung kết đó anh chị, cái mùa gặt trước giờ tận thế đó, trước khi Chúa tái lâm. Và đó cũng chính là cái mục đích mà Đức Chúa Trời muốn hoàn thành. Tôi trong cái sự hướng dẫn của Chúa thì bắt đầu sang tuần tới thì tôi nghỉ một tuần đến tuần tới nữa đó. Ngoài cái buổi học thứ tư của chúng ta thì thứ năm tôi sẽ dạy qua Zoom cái loạt bài về cách soạn bài giảng, để cho tất cả những người ở khắp mọi nơi, những người mà có cái lòng khao khát phục sự Chúa, họ biết cái cách để soạn bài giảng và giảng lời Chúa. Tôi nghĩ vui, nếu mà tôi làm kiểu này sẽ nhiều trường kinh thánh hơi khó chịu, bởi vì mình chuyển cái chuyện giảng nó vào thành cái gọi là quần chúng nhân dân đại trà mất rồi, không còn một cái gì đó nó cao cấp nữa. Nhưng mà tôi ao ước là nhiều người sẽ được trang bị và đứng lên. Không cần phải bằng cấp, nhưng mà ít nữa là anh em biết cái cách chia sẻ lời Chúa. Bởi vì tới cái lúc mà Chúa thăm viếng, anh chị em biết không, không có một ông mục sư đâu, không có mục sư nào làm cho nổi hết. Lúc đó là anh chị em gọi là gươm kiếm trong mình là phải đi ra mà gạt thôi, chứ không thể có cách khác được. Bởi vì cái hôm mà Chủ nhật thôi, xin lỗi, hôm 24 thôi, tôi nhìn thấy là bởi vì cái gia đình mình là các bạn còn quá trẻ, không chỉ vì tuổi đời mà tuổi đạo cũng quá trẻ, cho nên có nhiều khi chỉ là mời người ta tiến lên để tiếp nhận Chúa thôi, mà tôi thấy 3-4 anh là anh này vẫn đùng anh kia, là tôi biết gì, chưa trang bị đủ.
Chứ đừng có nói tới cái chuyện mà tiếp cận người ta, chia sẻ phúc âm, rồi giảng cho người ta một bài cho ra hồn. Xin Chúa cho tôi và anh em có thể làm tất thảy mọi việc. Khẩn trương anh chị em. Vì mình không biết giờ nào cái cơn mưa cuối mùa, cái cơn mưa cuối cùng nó sẽ đổ xuống. Và khi đã đổ xuống rồi là chỉ có chạy thôi. Lúc đó mình không biết là hỏi nào là liềm tôi đâu về hay là gì, không nói được. Cho nên là những người thuộc về Chúa đó, trong cái thời điểm này, cái thời điểm mùa gặt này đó, tôi và anh em phải có cái trách nhiệm nhìn thấy cái mục đích của Đức Chúa Trời và hoàn thành chúng. Có một cái câu kinh thánh mà tôi nghĩ là nó phải thức tỉnh chúng ta, ở trong Châm Ngôn đoạn 10 câu 5. Đứa con ham ngủ trong mùa gặt là đứa con gây cho sỉ nhục. Cái chữ mà gây cho đây là gây cho cha mình sỉ nhục, đó, nguyên văn nó là vậy đó. Cái đứa con mà ham ngủ trong mùa gặt là đứa con gây, tức là những đứa con mê ngủ trong mùa gặt, mà là tức là những đứa con mà khiến cho Đức Chúa Trời phải chịu tinh thần tỉnh thức, cái tâm linh của sự tỉnh thức với những gì Chúa đang phán. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận biết hay là tỉnh thức với những gì Chúa đang làm trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Anh em để không phải vô cớ mà Covid nó đang quằn đi quằn lại đó. Chúa đang tỉnh thức dân sự Chúa và kéo họ đến chỗ tin cậy Ngài. Ai tin cậy sẽ tiếp tục tin cậy, còn ai mà cứ gian ác sẽ tiếp tục gian ác, ai vô tín sẽ tiếp tục vô tín. Anh chị em, không phải mà như chúng ta nghĩ đâu, mà khi, bởi vì khi mà Chúa cho phép cái chuyện đó xảy ra rồi, Chúa đánh thẳng vào cái nền kinh tế của toàn thế giới, là cái mà người ta tự hào á. Hễ cái đứa có tiền là nó không cần, nó nghĩ là nó không cần Chúa. Anh em sẽ thấy này, quánh thẳng vào cái trực diện cái chuyện đó, làm cho người ta quát là sẽ chạy đến với Chúa, hoặc là tiếp tục chửi Chúa. Vậy thôi. Hãy nhìn vào những gì đang diễn ra, và anh xem sẽ nhận thấy cánh tay của Chúa đang đưa rồi. Mưa là dành cho mùa gặt, và có nhiều cái sự bùng nổ trong thế giới này, nó đang đẩy hội thánh tới cái chỗ phải quyết định, hoặc là ngủ, hoặc là ra đồng để gặt. Vậy thôi. Điều mà cuối cùng chúng ta học ở đây đó là cái hội thánh nắm thế chủ động. Hội thánh nắm thế chủ động. Khi chúng ta nhìn xem mùa gặt từ cái góc độ của Chúa đó, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái thế chủ động trong thế giới này thuộc về hội thánh. Nè, tôi nói lại điều này để anh chị bài học tối nay là mang cái tính tỉnh thức. Tỉnh thức rất lớn là bởi vì dân sự Chúa hầu như không hề biết rằng thì là mùa gặt là tận thế. Cái điều thứ hai là dường như là hội thánh không có dửng dưng trước cái sự bùng nổ của thế giới, tức là hội thánh tụ khẩu quanh trở lại, tức là giống như bị gạt sang một bên trước cái sự bùng nổ của thế giới, mà hội thánh không hề nắm lấy cái tình huống đó. Và cái cuối cùng là hội thánh dường như không nhận thức được rằng là mình là cái người nắm thế chủ động ở trong xã hội hay trong 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 thế giới. Có quá ít con dân Chúa nhận biết cái điều này anh chị em. Cái thế chủ động không nằm trong tay những chính trị gia, những khoa học gia hay là những tướng lĩnh quân đội. Tức là xoay mở thời cuộc á, mình nghĩ là do Putin, tập chủ tịch hay là tổng thống Donald Trump. How? No. Cái thế chủ động là nằm trong tay của hội thánh Đức Chúa Trời. Tôi muốn anh chị em nhìn thấy điều này nè. Để gì? Để khi anh em bước vào năm 2021 này nè, anh em hiểu ra được đâu là cái điều quyết định. Thế chủ động là hiện đang nằm trong tay dân sự của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh anh chị em. Đang khi hội thánh, tức là đại diện toàn quyền của Đức Chúa Giêsu Christ còn ở trên đất này, thì tôi nói với anh em là Đức Chúa Trời không bao giờ chuyển giao cái phép, hay là tức là Chúa không bao giờ cho phép là chuyển cái thế chủ động của hội thánh cho bất kỳ thế lực hay là cá nhân nào khác. Anh chị em còn nhớ cái Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 18 không? Điều gì các ngươi buộc ở dưới đất thì sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở dưới đất thì sẽ mở ở trên trời. Không phải trời quyết định đâu, đất này quyết định nè. Chúa trao cái quyền quyết định đó cho tôi và anh em á. Chúa trao cái quyền sáng tạo đó là cho tôi và anh em á. Trên trời sẽ chuẩn y bất cứ thứ gì mà tôi và anh em với này hiệp lòng. Tức là cái câu đó nó mang nghĩa là hội thánh á, hiệp lòng lại mở là trên kia mở. Dưới này mà nó đồng ý là trên kia sẽ chuẩn y cái chuyện đó. Dưới này nói no, trên kia sẽ chuẩn y theo đó. Không phải trên kia quyết, dưới này quyết. Bởi vì Chúa nói rất rõ là điều gì các ngươi mở thì trên kia sẽ mở. Điều gì các ngươi đóng hay khóa lại trên kia sẽ.
Nhưng mà nhiều khi tôi và anh em cứ kêu, khi anh em để ý khi mình hội thánh cầu nguyện, mình sẽ cầu nguyện theo kiểu gì? Mình xin trên kia, đúng không? Thì đúng là mình xin trên kia, nhưng mà mình quên mất một cái chuyện là cái quyền quyết định đó là Chúa ủy thác cho mình. Nếu anh em đi làm á, mà chủ đã giao cho anh em toàn quyền quyết định trong một số vấn đề nữa, mà cái gì mình cũng gọi mình xin ý kiến ấy, là họ sẽ rất là bực. Ông chủ cũng sẽ nói vậy, ủa cái chuyện đó tôi giao anh rồi mà, tôi giao anh rồi, anh toàn quyền quyết định này, anh thấy cái đó được anh duyệt cái đó thôi. Thì ở đây này là chúng ý thôi. Thí dụ như bây giờ giao cho anh Nghĩa là toàn quyền quyết định ra ngoài công trường, quyết định là những cái phần việc đó, số tiền cỡ đó anh quyết, thì bên tài chánh sẽ chi thẳng thôi chứ có hỏi gì nữa. Hội thánh dường như không biết chuyện này, dân sự Chúa không biết chuyện này đã đành, mà nhiều đầy tớ Chúa cũng không biết chuyện này. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được, nếu không là tôi và anh em bước vào trong năm 2021 này và trong những cái ngày tháng cuối cùng, chúng ta không thể nào mà dấy lên mà sáng lòe ra được hết, khi xung quanh nó tối mịt mà. Chúng ta cũng đã có thời giờ khảo sát ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 đấy, vì những cái lời tuyên bố của chính Chúa Giê-xu, vì những cái sự kiện và cái trào lưu hay là xu thế chính yếu, như là những cái dấu chứng cho cái kỳ tận thế. Các môn đồ đã hỏi Chúa ở trong cái câu số 3 của chương 24 rằng là: xin nói cho chúng con biết bao giờ thì việc ấy xảy ra, tức là cái việc mà đổ đền thờ, và có điềm gì, cái chữ sai trong tiếng Anh là sai đó, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế. Anh em lưu ý này, đến cái vế sau của câu hỏi các môn đồ không hỏi là có các điềm gì, mà họ chỉ hỏi là có điềm gì thôi, tức là số ít với số nhiều. Họ không hỏi là có các điềm gì, họ chỉ hỏi là có cái sai, the sai đó, tức là có cái điềm gì thôi. Tôi và anh em sẽ xem hai cái ý ở trong cái phần này. Một là cái điềm, cái dấu hay là cái sai chắc chắn về sự tái lâm của Chúa Giê-xu. Trong cái câu 10, trong 10 cái câu sau, câu 3 của chương 24 Ma-thi-ơ đó, thì Chúa Giê-xu đưa ra rất là nhiều cái dấu hiệu anh xem, nhưng là không phải là cái dấu hay là cái điềm chỉ về tận thế. Chúa nói về các cái cuộc thế chiến này, rồi những cái trận đói này, rồi động đất này, rồi dịch bệnh này, rồi sự bắt hại con dân Chúa này, rồi sự bội đạo dưới vòng cơ đốc nhân này, rồi sự nổi lên của các tiên tri giả này, tà giáo này, rồi cái tình trạng vô luật pháp gia tăng, cho nên khiến cho cái lòng yêu mến Chúa của nhiều người trở nên nguội lạnh. Chúa đề cập rất là nhiều cái dấu hiệu, nhưng mà đó không phải là cái điềm hay là cái đề sai của cái kỳ tận thế. Nhưng mà đến câu 14 đó, thì Chúa nói như này: tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Tức là bây giờ sẽ là tận thế. Hồi nãy chúng ta để ý à, mưa, mùa gặt, thì mùa gặt đó là tận thế rồi. Ở đây Chúa nói gì? Tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ tận thế. Trong cái này bản dịch tiếng Việt mình dịch là sự cuối cùng sẽ đến. The end coming. Khi nào thì đến tận thế? Khi tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Anh em ơi, kỳ tận thế nó sẽ không xảy ra. Kỳ tận thế nó sẽ không bị kích hoạt bởi hoạt động của điều ác, dù là điều ác ngày càng nó đang gia tăng thiệt. Cái kỳ tận thế nó sẽ không xảy ra. Cái kỳ tận thế nó sẽ không bị kích hoạt bởi cái hoạt động của cái quyền lực của Satan, hay là thậm chí của những cái xung đột của con người, tức là của các quốc gia với nhau. Tất cả những cái điều đó là điều ác này, quyền lực Satan này, hay là xung đột của con người này nọ cái kia là có dự phần. Nhưng mà cái nhân tố chính yếu đóng cái vai trò quyết định trong cái việc tận thế đó là tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Khi nào việc đó được thực hiện á, thì khi đó tận thế sẽ đến. Ai nắm cái quyền chủ động trong cái chuyện đó? Hội thánh. Hội thánh. Nhiều người hỏi thì thưa mục sư, như vậy thì liệu liệu có một ngày cụ thể đã được ấn định cho cái việc tái lâm của Chúa Giê-xu không? Tôi tin là có. Nhưng mà tôi cũng tin rằng là có những cái việc chắc chắn nó phải xảy ra trước cái sự kiện đó. Nhớ là cái ngày mà Chúa tái lâm là không ai biết hết. Không ai biết ngày đó ngày nào. Nhưng mà tôi và anh em biết được là
cái gì nó xảy ra trước cái ngày đó, cái gì mà xảy ra trước ngày đó là tin lành phải được về nước Đức Chúa Trời phải được rao giảng ra khắp đó. Nhớ nè, cái ngày mà Chúa tái lâm là ngày nào thì mình không biết, không ai biết hết đó, chỉ có mình Đức Chúa Cha biết. Nhưng mà cái sự việc mà nó xảy ra trước cái đó đó là mình biết. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái này. Xin Chúa cho tôi và anh em nhìn thấy những cái việc Chúa đang làm. Khi mà Thánh Linh thăm viếng một lần mà mang cái tính cách toàn thế giới đó, là biết gì? Sát cửa rồi đó. Sát cửa rồi đó. Như vậy đây chính là lý do mà Phaolô nói là anh em không có phải ở trong sự tối tăm đâu, cho nên không biết. Đúng là Chúa đến thần linh như kẻ trộm, nhưng mà đối với anh em thì không thể nào mà như kẻ trộm trừ khi anh em ngủ thôi. Còn nếu mà anh em chịu khó nhìn vào lời của Chúa và xem xét những gì Chúa đang làm thì anh em không có bị bất ngờ. Chúa biết trước anh chị em, Chúa sẽ kết hiệp cả hai. Mình nói ủa làm sao mà cái ngày đó thì không ai biết, mà cái việc làm chứng ấy, tức là tin lành và rao giảng khắp đất ấy, làm sao có thể kết hiệp hai cái sự kiện nó lại được? Thì tôi nói với anh em này nè, Chúa biết khi nào những cái sự kiện này xảy ra, và trong cái sự biết trước của Chúa đó thì Chúa ấn định cái ngày đó là ngày ngày mà Chúa sẽ tái lâm. Chúng ta có thể nhìn thấy cái việc đó nó tương tự như trong cái việc mà Chúa giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập vậy đó. Chúa giải cứu một thế hệ nhưng mà họ thất bại trong việc hiện thực hóa cái lời hứa của mình và cái sự cam kết của Đức Chúa Trời dành cho mình, nên họ sao họ ngã chết ở trong sa mạc. Nhưng mà cái thế hệ tiếp theo đó thì giành được sứ hứa. Anh em biết là khoảng 4 thế kỷ trước trước cái chuyện đó, trước cái khi mà Chúa giải phóng dân Israel ra khỏi Ai Cập, thì Chúa đã báo với Abraham là khi nào thì hậu tự của ông là sẽ vào chiếm sứ hứa. 4 thế kỷ trước khi mà Chúa giải phóng Israel ra khỏi Ai Cập, tức là 400 năm trước khi mà Chúa giải phóng Israel ra khỏi Ai Cập, thì Chúa đã báo trước thế hệ nào Israel nó sẽ vào chiếm sứ hứa. Trong cái sự biết trước của mình thì Chúa biết là một thế hệ sẽ thất bại, nhưng mà Chúa cũng biết luôn rằng là thế hệ tiếp theo là nó sẽ thành công. Và tôi nói với anh em như anh phân tích lúc nãy giờ đó, là tôi tin rằng cái điều này cũng đúng với hội thánh y như vậy đó. Chúa biết thế hệ nào của hội thánh sẽ thành công trong việc cái hoàn tất mục tiêu của Chúa, tức là quét một cái mẻ lưới cuối cùng. Và tôi tin rằng là thế hệ của chúng ta là đang nằm ở đó. Lúc giống như lúc nãy là phân tích mà cái 4 cái sự bùng nổ đó, anh em sẽ thấy là đây là cái thế hệ đầu tiên trong cái lịch sử nhân loại được cung cấp mọi cái phương tiện kỹ thuật để có thể chạm đến toàn bộ thế giới này trong vòng một thế hệ thôi. Dù là cái thế hệ đầu tiên, cái thế hệ của các sứ đồ đó, họ có quyền năng thánh linh đúng không, nhưng mà họ cách nào mà đi toàn thế giới trong một thế hệ của họ để cứu hết. Nhưng mà đến cái thế hệ của tôi và anh em này là cái phương trời nào mình cũng tới được, dù người ta ngăn cản kiểu gì, bởi vì internet là nó có thể. Đây là lý do mà tôi đi tới đâu người ta cũng biết. Hôm đó lên Bình Phước có một đầy tớ Chúa lại bắt tay tôi nói, ồ không biết em gặp mục sư ở đâu mà em thấy quen lắm. Nói gặp ở đâu? Chưa có gặp bao giờ. Khi tôi nói ra cái giọng của tôi rõ nè, biết rồi, gặp mục sư trên mạng hàng tuần luôn. Thấy mặt quen rồi mà chưa có biết, mà nghe giọng là đây là, tôi nói với anh em, không có một cái gì có thể ngăn cản hết. Nhiều đầy tớ Chúa, nhiều anh em, có thể không ai gọi họ là mục sư, họ ở vùng sâu vùng xa, ở vùng biên giới, họ mở hội thánh, họ đem cả làng họ trở lại tình Chúa. Họ xem những cái bài giảng của chúng tôi qua online. Bây giờ ở trên vùng biên giới đó, wifi mà mạng Viettel cực mạnh, anh em biết sao? Vì biên giới là vùng của quân đội mà. Chỉ trong điện thoại không ai bắt được hết. Cả nhà họ ngồi lại, Chúa có cái cách của Chúa. Cho nên tôi tin là cái thế hệ của tôi và anh em là cái thế hệ mà đã được cung cấp mọi cái phương tiện kỹ thuật để có thể chạm đến cả thế giới trong một thế hệ. Điều này nó chưa từng xảy ra với thế hệ trước đây đâu. Nhưng mà với cái sự bùng nổ mà như chúng ta vừa mới phân tích ở trên, là dân số rồi đi lại rồi truyền thông ấy, thì hoàn toàn có thể đối với chúng ta trong cái việc giảng tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời cho cả thế giới ngay trong thế hệ này. Mà khi cái điều đó nó xảy ra rồi thì sao? Sự cuối cùng sẽ đến.
Xin Chúa cho tôi và anh em nhận biết điều đó. Tôi và anh em nhận biết về cái thời kỳ mà chúng ta đang sống đây, rồi lo mà chu toàn cái thiên mệnh của Chúa. Lo mà chu toàn thiên mệnh của Chúa. Như vậy thì cái dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa là gì? Tin lành này về nước Đức Chúa Trời phải được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Nhưng mà khi nói tới cái chuyện rao giảng khắp đất làm chứng thì đây là thách thức cho chúng ta. Hay nói cách khác là chúng ta đi vào cái phần cuối cùng là sự thách thức của Chúa đối với chúng ta. Matthew đoạn 28 câu 18-20, phần kinh thánh rất quen thuộc với nhiều anh chị em chúng ta. Đức Chúa Giêsu đến và phán với họ rằng tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ của ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta truyền cho các con. Và này ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Có một cái từ vô cùng quan trọng ở đây anh chị em lưu ý là cái chữ vậy đó. Vậy nó có nghĩa là nó gồm tóm những gì mà trước đó. Vậy hãy đi. Vậy hãy đi. Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Chúa Giêsu nói vậy. Mọi cái thẩm quyền đó đã được Đức Chúa Cha giao cho Đức Chúa Con sau khi Chúa Con sống lại từ trong cõi chết. Rồi đến lượt mình là Chúa Giêsu giao hay là chuyển giao cái thẩm quyền đó lại cho các môn đồ của Ngài. Nói cách khác là Chúa Giêsu bảo gì? Mọi cái thẩm quyền đã được trao cho ta. Giờ đây các ngươi hãy đi ra thực thi cái thẩm quyền đó với tư cách là đại diện của ta. Cái thẩm quyền này đã được ban cho trong danh của ta hay là được ban cho trong cái tên của ta. Khi các ngươi đi ra trong danh của ta thì các ngươi sẽ có thẩm quyền của ta. Đó là lý do mình thường ngày hôm nay thường nghe là trong danh Chúa Giêsu, là hôm nay trong danh Chúa, tức là mình đi trong cái tư cách là đại diện của Chúa. Thì khi đó là cái thẩm quyền mà mọi thẩm quyền được giao Chúa Giêsu là nó có hiệu lực ở trên đời sống của mình. Và thẩm quyền đó anh chị em nó chỉ thật sự có hiệu lực là khi nào khi mình sử dụng thôi. Cái người mà có thẩm quyền mà không bao giờ sử dụng thì sao? Thì không ai biết cái người đó là có thẩm quyền hay không. Cũng một thể đó đó. Đối với cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã ủy thác cho tôi và anh em ấy, dù đã được ủy thác cho tôi và anh em rồi, nhưng mà nó chỉ có hiệu lực khi nào? Khi tôi và anh em đem ra thực thi nó mà thôi. Anh em không nhân danh Chúa mà đuổi quỷ còn lâu. Mà anh em biết là cái Chúa Giêsu có cái thẩm quyền như thế nào trên ma quỷ. Anh em không nhân danh Chúa Giêsu mà đặt tay lên người bệnh, làm sao anh em biết cái thẩm quyền nó không thẩm quyền? Không phải lúc nào cái chuyện gì cứ mục sư. Anh em được Chúa ủy thác cái thẩm quyền trong danh Chúa giống như Chúa ủy thác cho tôi và các đầy tớ Chúa khác. Cho nên anh em hãy làm, chứ không làm không có cái cách nào mà người ta biết anh em có thẩm quyền. Chỉ có một cách duy nhất để thế gian nhận biết cái thẩm quyền đã được ban cho Đức Chúa Jesus Christ sau khi Chúa từ chết sống lại, đó là anh em phải đi ra thực thi cái thẩm quyền đó, sử dụng cái thẩm quyền đó với cái tư cách là người đại diện của Chúa mà thôi. Khi có cái người bệnh mình phải xử lý, đúng không? Nhớ danh Chúa đặt tay đi người ta, được không? Anh em làm mới biết là anh em có sức giàu hay không chứ. Không làm là làm sao biết. Anh em phải nhân danh Chúa truyền lệnh cho người ta, truyền lệnh cho ma quỷ để người này được tự do nghe lời Chúa và tiếp nhận Chúa chứ. Chỉ có cách duy nhất thôi. Nếu mà không, anh em không nói, anh em không sử dụng cái danh Chúa thực hành cái việc là giảng tin lành, trong cái việc là khiến người ta trở thành môn đệ, trong cái việc làm báp têm cho người ta, trong cái việc dạy người ta giữ hết mọi điều mà Chúa Giêsu đã truyền, thế gian không có bao giờ biết được những gì Chúa Giêsu đã hoàn tất. Thế gian không bao giờ biết được rằng là Đức Chúa Cha đã giao mọi thẩm quyền cho Đức Chúa Con ở trên. Cho nên chỉ có một cách duy nhất thôi, vâng lời. Thì cái việc vâng lời của tôi và anh em đối với cái sứ mệnh Chúa Giêsu giao đó, thì thế gian họ mới có chỗ, mới có thể đem đến cái chỗ đối diện với cái sự việc rằng là có một vị vua, vua muôn vua, chúa của muôn chúa, đấng đó có tên là Giêsu, đấng đó có mọi cái thẩm quyền ở trên trời dưới đất. Và tôi và anh em phải có cái trách nhiệm tỏ bài cho thế gian biết được điều đó. Học về tận thế luận mà chỉ học để biết thôi thì thà đừng có học, bởi vì các người biết nhiều là sẽ bị đòi lại nhiều. Nên học tận thế luận là để làm gì? Để cho tâm linh của tôi và anh em được thức tỉnh, để cho tôi và anh em nhớ về cái sứ mệnh con gặt mà Chúa giao cho mình. Anh em đừng có quên, Chúa nói gì? Đồng ruộng mùa gặt thì thật trúng, không phải trúng mà là thật trúng. Nhưng mà con gặt có nghĩa là không thiếu mùa gặt, chỉ thiếu con gặt thôi.
Tại sao thiếu con gạch? Lười. Đơn giản vậy đó. Tại sao thiếu con gạch? Bởi vì dân sự Chúa không vâng lời Đức Chúa Trời. Đang làm nhục Chúa đó, mà mình tưởng mình đang làm vinh danh Chúa đó chứ. Cho nên khi tôi và anh em vâng lời Chúa mà đi ra rao báo cái sứ điệp về nước Đức Chúa Trời đó, thì Chúa sẽ xác nhận cái sứ điệp đó bằng gì? Bằng những cái dấu lạ siêu nhiên như Chúa đã hứa. Chúa sẽ xác nhận cái thẩm quyền của chính Chúa trên cái lời mà Ngài đã ủy thác cho tôi và anh em. Cho nên anh em học ở đây, học hoài mà anh em không áp dụng, không có gì xảy ra đó. Anh em phải thực hành. Đó là lý do mà nhiều người sinh hoạt ở trong gia đình của chúng ta, rồi vì một cái lý do đó họ phải chuyển về quê sống. Tự nhiên sao bây giờ người đã được Chúa dùng mà chữa bệnh rồi được cái thứ, không có tự nhiên, bởi vì người đó bắt đầu áp dụng những gì họ học vào trong thực tiễn, và khi đó Chúa xác nhận cái điều đó, xác nhận những cái lời mà họ rao giảng để bằng dấu kỳ pháp luật. Nên tôi khích lệ anh chị em, hãy là người vâng lời Chúa, hãy là người vâng lời Chúa, bởi vì tôi nói với anh em điều này, không vâng lời với lại là chậm vâng lời, cả hai đều là gì? Không vâng lời với chậm vâng lời, cả hai đều là kẻ ngu trước mặt Chúa. Nói đụng chạm đúng không? Đặc biệt là nếu có thể tới Chúa và đang xem. Chúa nói là người nào nghe lời ta phán đây mà làm theo thì sẽ giống như người khôn. Còn cái người nghe mà không làm theo. Trong Nam mà nói dạy là nhẹ. Trong người Bắc cái chữ đó là cái chữ của ngoài kia đó, là người Bắc mà nói chữ dạy là nó bằng cái chữ ngu trong này đó. Chứ trong Nam là phân biệt hai cái cấp độ rất rõ ràng. Nói ô dạy thế là nghĩ là thằng trẻ con. Không, ngu. Nói rõ ràng vậy luôn. Mà anh em biết mà khi mà mình nghe lời Chúa mình không vâng lời á, đây không gọi là ngu bền vững á. Trong hội thánh có những người mình nói ô cái anh này anh chậm hiểu lắm. Cái chậm hiểu đó không phải là theo mình ở trong cái mắt của con người là nó là dại đúng không? Tức là ngu á. Thiếu hiểu thôi, nhưng mà cái loại trường hợp đó là trường hợp là tạm thời. Họ không hiểu, tức là họ chậm hiểu. Nhưng mà họ cứ cho là ngu thì theo cái nghĩa của đời đi nữa thì họ là ngu tạm thời. Còn cái mà không vâng lời Chúa với là chậm vâng lời Chúa đó là thuộc dạng ngu đời đời, tức là ngu gọi là ngu vĩnh cửu luôn đó, ngu mà coi là bền vững luôn. Nhiều khi tôi và anh em không thích nghe mấy cái đó, nhưng mà đó là thật. Thật anh chị em. Đó là lý do mà tới ngày cuối cùng chỉ có hai cái dạng người thôi. Một là dạng người gì? Vâng lời, tức là trung tín đó. Hai là không vâng lời. Lúc đó không có phân biệt là tiến sĩ, thạc sĩ gì đó nghe. Không phân biệt là 10 năm hay 5 năm hay 2 năm hay là mới 1 tháng tin Chúa. Nhiều người khen cái cô MC 24 của chúng ta quá chừng. Tôi cười, tôi nói cái này mà không ai tin. Nói con nhỏ đó mới thành Chúa được 6 tháng. Nùm gì ông nói quá. Nó nói, vậy đó. Mà nó có gì đặc biệt, đối với gia đình mình là mình thấy chuyện bình thường đúng không? Đối với gia đình khác là, ui, có gì mà nó kinh khiếp lắm. Nó kinh khiếp gì đó. 3 tháng là hướng dẫn chương trình được á. 1 năm là phải giảng. Có quan trọng là vâng lời anh chị. Có thể tôi và anh em là thuộc cái dạng là không có khôn ngoan theo đời này. Tức là mình ngu đó, trong cái mắt cái nhìn của con người đời này là mình là kẻ ngu đó. Nhưng mà cái đó nó tạm thời thôi. Chứ nếu tôi và anh em mà vướng vào cái loại thứ hai là không vâng lời Chúa đó, hoặc là chậm vâng lời Chúa đó, cái đó mới là đời đời hay là ngu mà ngu cách là bền vững đó. Xin Chúa cho tôi và anh em thoát ra được đó. Cho nên là Chúa giao cho tôi và anh em cái thẩm quyền đó rồi, thì cái thế chủ động là do chúng ta quyết đó anh chị em. Tôi muốn anh chị em lưu ý thêm một cái lý do nữa mà tại sao Chúa bảo là tất cả cái thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi. Đó là bởi vì còn có nhiều nơi rất là khó để chúng ta có thể đi vào, chúng ta có thể thâm nhập. Còn có nhiều nơi mà chính quyền địa phương họ phản đối cái việc rao giảng tin lành. Có nhiều cái cánh cửa đóng kín ngày hôm nay.
Chúng ta biết hôm Chủ nhật vừa rồi chúng tôi giảng ở trên cái vùng núi đó. Khi tôi giảng thì tôi thấy các mục sư dưới này rất là lao sao. Tôi suy nghĩ mấy ông mục sư này lạ quá. Mình đang giảng mà không tôn trọng vậy. Chuyện phát quà hay cái gì là lát nữa đi chứ có gì nó lâu nhau quá. Nhưng mà khi giảng xong là tôi kêu gọi. Tôi thấy cũng có một vài cánh tay nhưng mà không ai tiến lên cả. Cũng quá lấy làm lạ rồi. Tôi đến bước xuống, vừa bước xuống này. Cô tiến lên và nói là tụi nó đang tìm anh ở ngoài kia kìa. Tức là an ninh đó, họ lên họ. Có nhiều nơi người ta không có cho phép người ngoài vào. Người địa phương thì được, nhưng mà người ngoài không được. Nhưng mà Chúa Giêsu bảo vệ anh chị em. Nếu các ngươi đi ra và vâng lời ta thì hãy nhớ là ta có mọi cái thẩm quyền. Nếu các ngươi mà nói với ta về cái chuyện đó đó thì ta sẽ mở toàn những cái cánh cửa đang đóng kín đó ra cho các ngươi. Ta sẽ mở cho các ngươi một cái con đường nơi chưa có con đường. Nếu các ngươi quyết định hay là nếu các ngươi xác định mà vâng lời ta đó thì sao? Ta sẽ khiến cho những cái cánh cửa đóng kín hay là những cái thế lực mà còn phản đối đó, họ sẽ gì? Họ vâng lời ta. Đó là lý do mà Chúa nói là mọi thẩm quyền trên trời dưới đất đã trao cho ta, vậy hãy đi là như vậy đó anh chị. Cho nên tôi nói với anh chị là sự an toàn và sự thành công của Hội Thánh không nằm ở cái thế thủ đâu. Không nằm ở cái thế mà mình gọi là tính ăn chắc, mà phải nằm ở cái thế tấn công, bền đổ vươn ra. Cái chủ đề hay nói cái gọi là cái chủ đề sinh hoạt của gia đình chúng ta trong năm 2021 đó, đó là vươn rộng cái tầm ảnh hưởng. Stretch out. Tối mai khi chúng ta có lễ cảm tạ thì tôi sẽ chia sẻ về cái điều này. Tôi và anh em phải nhớ cái sự an toàn thật và cái sự thành công thật của Hội Thánh đó, là nằm ở cái thế tấn công một cách kiên định chứ không, tức là mình vươn ra mà vươn ra bền bỉ đó. Bởi vì sao? Bởi vì Hội Thánh không có được kêu gọi để cố gắng cầm cự, để cố gắng sống sót cho qua cái kỳ Covid này. Không phải vậy. Hội Thánh không có được kêu gọi là tích góp một ít lương thực rồi ẩn ở trong hang với cái tâm trạng là lúc nào cũng lo âu sợ hãi. Tôi nói với anh chị em là đừng có tự lừa dối mình với một cái nhóm người vài chục, ba chục người. Hay tuần này đến tuần kia cứ thông công vui vẻ thật thà với nhau. Đừng có tự nhốt mình trong cái sự an ninh giả tạo của bốn bức tường nhà thờ hay là cái phòng nhóm khang trang. Đó không phải là an ninh thật đâu. Đó không phải là thành công, là tăng trưởng thật đâu. An ninh thật, thành công thật, tăng trưởng thật là khi Hội Thánh tiếp tục giữ vững cái tinh thần vâng phục Chúa, giữ vững cái mạng lệnh Chúa là nhân danh Chúa Giêsu đi ra loan báo tin lành này về vương quốc nước Đức Chúa Trời khắp cả đất để làm chứng cho muôn dân. Có thể Hội Thánh của quý vị đang sinh hoạt, tôi muốn nói với những anh em đang xem qua online, có thể quý vị đang sinh hoạt trong những Hội Thánh có cái tinh thần hướng ngoại như thế, để thật phước cho quý vị. Hãy tích cực tham gia cùng với các đầy tớ Chúa và các anh em đồng đạo của mình. Cũng có thể Hội Thánh của quý vị toàn là những đứa con mà ham ngủ trong mùa gặt thôi. Quý vị cũng hãy lưu ý đây này, đừng có để cái đám đông mê ngủ đó mà nó cám dỗ quý vị không vâng theo mạng lệnh của Chúa. Nếu mà quý vị đang sinh hoạt trong một Hội Thánh mà đa phần là ngủ trong ngay trong mùa gặt, thì tôi muốn dùng lời của Chúa Giêsu nói Phêrô là chuyện đó can hệ gì đến ngươi. Còn ngươi hãy theo Chúa vào trong mùa gặt của Ngài. Có thể quý vị đang nghe tôi hôm nay nhận ra rằng mình là đứa con ham ngủ ở trong mùa gặt. Tôi có lời của Chúa cho quý vị. Ở trong Roma đoạn 13 câu 11 đến câu 14. Tôi đọc cái phần kinh thánh này và đây là cũng có phần kinh thánh để kết thúc cái bài học của chúng ta tối hôm nay. Đã đến giờ anh em phải thức dậy. Vì hiện nay sự cứu rỗi đã gần với chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy sống một cách đàng hoàng như đi giữa ban ngày. Đừng chè chén và say sưa, trụy lạc và phóng đãng, gây gổ và ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa tỉnh thức tôi và anh em, để ai nấy trong chúng ta không có phụ lòng tin cậy của Chúa. Ai nấy trong anh em sẵn sàng để được tắm mưa thánh linh của Chúa. Và ai nấy trong anh em cũng có thể nói với Chúa rằng: vâng thưa Chúa, con đây, con sẵn sàng bước vào mùa gặt của Ngài. Hãy để cho Chúa dùng anh em. Chúa cứu tôi và anh em. Không phải để chúng ta được sống sót hay là được sống an toàn về thiên đàng. Mà Chúa cứu tôi và anh em là để qua chúng ta, Chúa có thể cứu nhiều người khác.
Cái sứ mệnh không thay đổi, đó là tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời phải được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Tôi và anh em đang được Chúa ủy thác một cái, ở trong cái thế chủ động là quyết định cái thời khắc mà Chúa tái lâm. Hãy cậy ơn của Chúa làm điều đó, anh em sẽ thấy những cái nhu cầu khác của anh chị em Chúa can thiệp, Chúa giải quyết một cách rất lạ. Nhiều khi tôi và anh em đang nhắm vào sai mục đích ở trong năm 2020 này, hãy để cho Thánh Linh Đức Chúa Trời thay đổi, hãy làm công việc của Chúa. Anh chị em sẽ thấy những cái công việc hay là những cái nhu cầu hay là những cái nan đề của anh chị em được Chúa chạm đến và thay đổi một cách lạ lùng. Chúng ta cùng đứng lên trong thời gian này. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho tinh thần chứng đạo của hội thánh chúng ta. Hãy cầu nguyện anh chị em, đừng định tội. Có thể quý vị đang sinh hoạt trong những cái hội thánh mà đa phần là những đứa con ham ngủ trong mùa gặt. Đừng để cho điều đó nó nắm lấy cái tâm trí quý vị. Quý vị cứ kiện cáo phê bình này nọ. Không, hãy nói với Chúa Thánh Linh, thưa Chúa xin giúp con hướng vào trong mùa gặt của Ngài. Đừng để cho những cái điều đó nó cản trở quý vị. Hãy cầu nguyện cho các đầy tớ của Chúa, những người lãnh đạo của quý vị, để họ có thể nhận biết cái thời và kỳ, để họ nhận biết được cái ý muốn của Đức Chúa Trời, để họ có thể chu toàn cái thiên mệnh mà Chúa trao phó cho họ, để họ có thể đem cả bầy chiên bước vào trong mùa gặt trước giờ Chúa tái lâm. Hãy cảm tạ Chúa vì địa vị mà Chúa ban cho mẫu mục chúng ta. Hãy nói với Chúa rất thật, nếu anh chị em cảm thấy rằng từ xưa đến giờ, ngay trong năm 2021 này, cái lòng mình chưa thật sự được thúc, được dục, được nung đốt bởi cái việc chinh phục linh hồn, thì đây là thời điểm mình ăn năn trước Chúa. Bởi vì tôi và anh em sẽ được phải trả lời trước mặt Chúa, phải khai trình trước Chúa về cái sự ủy thác mà Chúa giao cho chúng ta. Tất cả mọi điều Chúa giao cho tôi và anh em, từ sức khỏe, từ mạng sống, đến thì giờ, đến gia đình, đến con cái, đến cơ hội làm ăn, cơ hội học hành, những gì mà chúng ta có đều chỉ hướng vào một mục tiêu thôi: giảng phúc âm về nước Đức Chúa Trời để làm chứng cho người khác. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì thời giờ qua Chúa cho chúng con được nhắc nhở về ý muốn của Ngài, về sự ủy thác lớn lao của Ngài ở trên đời sống của chúng con. Lạy Chúa, Ngài nhìn thấy những cái sự hờ hợt của chúng con, Ngài nhìn thấy những cái sự dửng dưng của chúng con, Ngài nhìn thấy những cái sự thiếu hiểu biết của chúng con. Lạy Chúa Thánh Linh, Ngài thấy hết tất thảy mọi sự đến từng người một trong chúng con cách cụ thể. Xin làm cho lòng con và từng anh em con quý đầy tớ của Chúa xa gần được thức tỉnh bởi điều này. Xin cho chúng con ở trong cái trạng thái sẵn sàng chờ đón cơn mưa cuối mùa của Chúa giáng xuống. Và xin làm nóng lại trong chúng con cái lòng nhiệt thành chinh phục linh hồn tội nhân cho Đức Chúa Trời. Đừng để chúng con chỉ nói về việc làm chứng mà chúng con không dự phần trong chuyện đó một cách tích cực. Đừng để chúng con chỉ nói về mùa gặt. Đừng để chúng con chỉ nói về sự tái lâm mà tâm linh của chúng con cứ dửng dưng trước những cái mục đích cuối cùng của Đức Chúa Trời là cứu toàn bộ thế giới này. Ít nhất là mỗi một sắc tộc, mỗi một sắc dân ở trên đất này phải có một đại diện ở trong những người được cứu, để khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng con có thể nhìn thấy là mọi dân tộc thưa Chúa ở trong vương quốc của Ngài. Xin làm ơn Chúa Giêsu. Ngài nhìn thấy những cái ngăn cỡ, Ngài nhìn thấy những cái sức ì, Ngài nhìn thấy những cái điều gì mà đang cầm giữ chúng con. Xin tỏ bài cho chúng con mỗi một người cách cá nhân, để chúng con có thể cậy ơn Chúa mà giải thoát tất cả những điều đó. Xin cho chúng con nắm lấy cái thế chủ động mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con có thể bước ra một cái giai đoạn mới mang tính đột phá trong đời sống cá nhân của chúng con, cũng như là trong gia đình thế hệ mới này, cũng như là trong hội thánh mà anh chị em con đang sinh hoạt thưa Chúa, để ngõ hầu Chúa có thể vui lòng khi thấy chúng con được thức tỉnh. Chúa có thể vui lòng khi thấy chúng con bắt đầu xung trận, thấy chúng con bắt đầu nhập cuộc vào trong mùa gặt lớn của Ngài, để khi Ngài đến,
Khi Thánh Linh Đức Chúa Trời tuôn đổ một cách không chừng mực, thì ai nấy trong chúng con, những người nghe lời con buổi tối hôm nay tại đây, thưa Chúa, đều sẵn sàng trở thành những con gặt có hiệu quả cho Chúa. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con trình dâng mỗi một anh em chúng con trong ân sủng và sự thương xót của Chúa. Xin ban thưởng lại cho các đầy tớ Chúa và hết thảy anh em con trong năm qua đã có lòng ham thích lời của Chúa, trung tín học lời của Ngài và cậy ơn của Chúa để áp dụng điều đó vào trong đời sống riêng của mình. Xin dắt dấy tinh thần này, Chúa ơi, để năm tới chúng con có thể chuyển tải được nhiều hơn cho nhiều người khác nữa. Xin ban phước cho chương trình của chúng con. Nguyện Chúa được ngợi khen, được chúc tụng, được tôn quý. Nguyện nước của Đức Chúa Trời được hưởng lợi qua những gì mà chúng con làm tại đây. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con thành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.